Chào anh em nha. Hôm nay thì đây mình giới thiệu thêm cho anh em một loại núm mà rất nhiều hộ gia đình sử dụng. Cô chủ trang trại yêu dùng núm làm 100% bằng inox. Inox 304 không giờ gì nha. Cái núm này thì làm bằng công nghệ CNC. Xuất xứ thì của Trung Quốc, vì công nghệ CNC của Trung Quốc cao hơn Việt Nam nhiều lắm. Đấy, ở Việt Nam thì cũng có núm inox rồi nhưng mà nó lở, dùng hay bị dỉ nước vì nó độ chính xác của nó không cao. Đó, anh em nhìn cái núm này thì gà đẻ hay gà thịt đều dùng được nha. Cái núm này thì sử dụng bắt vào núm vuông thì là chuẩn nhất, bởi vì ống vuông nó thành nó dày. Đấy, anh em lắp thì chỉ cần một cái khoan pin này, một cái đầu khẩu 10 là anh em có thể bắt được vào thôi. Đó, bắt rất nhanh, không cần talogen, cũng không cần phải băng tan, không cần phải quấn băng tan đâu nhá. Nhiều anh em cứ sợ dỉ nước mà cứ phải quấn băng tan vào làm rất khổ luôn. Đó, anh em cứ cho thẳng vào vuông góc với ống. Đó, xoáy chậm thôi, cứ từ từ xoáy bao giờ đến hết gen nhá. Đó thì tự cái gen ở núm nó sẽ tạo ra cái gen ở trong ống ấy, thì là nó kín kín nhất luôn. Chứ taro gen thì cái taro thì gen to, còn núm gen nhỏ thì đôi khi vẫn dỉ nước bình thường. Đó. Bên mình thì đấy, một đống núm luôn, đầy đủ các hãng châu Âu, Đức, Điếc, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, mấy bên núm xịn này này của Trung Quốc này, núm vịt cũng có nha, cung cấp đầy đủ. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên mình nhé. Số bạn bán hàng ấy, số Cẩm Giang ấy, 0833 833 233 nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.